Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu và tham khảo về cây thuốc cùng các bài thuốc điều trị bệnh đái tháo đường. Ngoài các liệu pháp y học hiện đại giúp ổn định đường huyết cho người bệnh, còn áp dụng song song các liệu pháp khác giúp cuộc sống của bệnh nhân sinh hoạt như người bình thường. Thực phẩm sử dụng hàng ngày là yếu tố quan trọng để ổn định đường huyết cho người bệnh. Một chế độ ăn nhiều chất xơ, nhiều rau xanh, trái cây và đậu trắng sẽ làm giảm nhu cầu về insulin đối với cơ thể và làm giảm hàm lượng chất béo trong máu, làm giảm các nguy cơ của rối loạn tim mà người bệnh đái tháo đường phải trải qua. Các biến chứng của bệnh đái tháo đường có thể tránh được khi ta dùng một số nguyên tố vi lượng và vitamin như vitamin C, vitamin E, chrome, mangan và kẽm. Người bệnh cần lưu ý rằng, việc chữa bệnh đái tháo đường về lâu dài cần phối hợp với việc cải thiện lối sống, năng vận động và ăn nhiều thực phẩm tự nhiên có nhiều chất xơ, hạn chế đồ ngọt và thực phẩm chế biến nhiều chất béo. Các loại dầu thoa cơ thể được chế biến bằng thực vật pha thêm 6 đến 8 giọt dầu như long não, bạch đàn, phong lữ, chanh, có khả năng điều hòa sự tiết của tuyến tụy. Xoa bóp lưng với 4 giọt của hỗn hợp các tinh dầu trên và 1 thìa cà phê dầu thực vật cho thấy có kết quả tốt ở một số người có cơ địa thích hợp. Tỏi sống, một gia vị quen thuộc với mỗi gia đình, có khả năng đóng góp vào việc giảm sự tăng gluco trong mỗi bữa ăn. Ngưu bàn, có thể giúp thận hoạt động bình thường. Long đởm, giúp kích thích tuyến tụy. Vân hương, làm giảm lượng đường trong máu. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập các loại thực vật được dùng làm thuốc trong đông y, giúp ổn định, kiểm soát đường huyết. Bèo tấm tía hay còn gọi là bèo đánh trống. Loại bèo có hình tảng xoan hay tròn, rộng 6-8 mm, dài gấp rưỡi bề rộng, gân có 7-16 vân, khó nhận, mặt dưới đỏ, mỗi tảng có 7-21 rễ. Mo có 2 môi, bùn mang 2 nhị, đoạn có 1 hoặc 2, quả hình trứng, chứa 1 hạt. Mọc nổi trên mặt nước, trà trộn với các loại bèo khác trong ao hồ, ruộng. Ra hoa kết quả vào mùa thu. Dược tính và công dụng của bèo như sau: có vị cay, tính hàn, tác dụng phát hẳn thấu chuẩn, lợi niệu, giải độc, khư phong, tán thấp. Thường dùng để trị sởi không mọc, mày đay, ghẻ ngứa, phù trũng, phù thủng, đái ít. Liều dùng từ 3-9 gam dạng thuốc sắc, dùng ngoài với lượng vừa phải, giả cây tươi đắp rửa. Lưu ý: không dùng cho người thể hư tự ra mồ hôi, phù thủng do tỳ hư và phụ nữ có thai. Bài thuốc trị đái tháo đường tham khảo bên Trung Quốc. Bèo tấm tía tươi. Rễ qua lâu tươi còn gọi là thiên hoa phấn, mỗi thứ một phần. Giả nát vắt lấy nước, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần nửa ly trà.